cơm nè. Ố đi chơi á, đi chơi á. Thế thôi con đi đi, cho con đi đi. Con đi một mình hay đi với Mon? Thôi con đi một mình đi, để Mon ở nhà cũng được nha. Mon ở nhà với mẹ. Nào, cho con đi này. Đi chợ cây chơi rồi, bây giờ mình đi đón anh Bình nhé. Nếu như mình về chị đi cũng về nha. Vy ơi, Mon đâu rồi nhờ? Chị đâu hết rồi? Không ai ở nhà đấy. Còn đi đâu hết nhờ? Làm gì tôi hết đấy à? Ôi có gì hả? Ê, đi đây nè. Cái bé mới chạy đi đâu về à? Hả? Chạy đi đâu về thì thấy ba lô của ba, lại lục đồ của ba. À, dạ dạ, ôm má mé nè. Dạ ấy nha. Bên trên nè. Đây, đồ này bác có quà nhưng mà để bên ngăn bên này mà. Đây, quà bà để ngăn đây mà. Đây nè. Đây nha. Thấy không? Ô, Bình ơi, ba về rồi kìa. Dạ, con chờ ba ra. Ca ra kìa, ra xem nè. Ngon này, ngon này, ngon mừng này. Cảm ơn vậy hả? Ba mua sữa à? Ba mua sữa cho ai ấy nhờ? Đấy, ba mua sữa đấy, quà của mấy đứa đấy. Rồi, Bình thế Bình lấy sữa ra các em đi con. Bóc ra cho cô Bì đi. Mình nữa. Được không? Chắc là con không bóc. Đây mình mở cái chỗ này ra cho con bóc nha. Tại vì cái sữa này người ta đóng mòn thèm vậy. Mòn thèm. Em từ từ nào. Để mẹ đi lấy cái bình sữa cho Mon đã. Rồi con với lại cô Bi uống đi rồi mẹ lấy sữa cho Mon. Mon sang đây mẹ nè. Mình lấy ra cô Bi một hộp đây con. Đây nha. Rồi của con đây. Sướng nha, ba về ba mua sữa sướng nha. Đây mẹ lấy cho Mon nha. Cảm ơn chưa? Con cảm ơn. Mẹ nó cảm ơn rồi mà. Dạ. Ừ, giỏi nha. Được cái ví nào được. Rồi. Anh mình đi học về có sữa uống ngon không? Nha. Yeah. Ừ. Quà của ba đó. Đây, mình cho Mon này. Mon thèm đấy, Mon thích nha. Mon này lớn nha. Lớn hơn. Rồi, ok. Uống đi. Anh mình uống nhanh quá, anh mình uống nhanh thế thì cầm bình sữa cho em Mon uống nha. Nè, đây, con ôm em đi. Đúng rồi. Lại cắt đi nha. Ngon cô Bi. Cô Bi lúc nào cũng ngon đó, sữa là món cô Bi yêu thích nhất. Sướng, cô Bi sướng. Ba về cô Bi sướng. Để uống đi. Hết.